Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 với Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 4 luyện tập. Bài số 1 tính 21 ta cộng với 8, 1 ta cộng với 8 là bằng 9, 2 ta ghi lại, 18 ta cộng với 21, 8 ta cộng với 1 là bằng 9, 1 ta cộng với lại 2 là bằng 3. 18 ta cộng với 81, 8 ta cộng với 1 là bằng 9, 1 ta cộng với 8 là bằng 9. 35 ta cộng với 12, 5 ta cộng với 2 là bằng 7, 3 ta cộng 1 là bằng 4. 76 ta cộng với 3, 6 ta cộng 3 là bằng 9, 7 ghi lại. 22 ta cộng với 44, 2 ta cộng với 4 là bằng 6, 2 ta cộng với 4 là bằng 6. 63 ta cộng với 36, 3 ta cộng với 6 là bằng 9, 6 ta cộng với 3 là bằng 9. 74 ta cộng với 13, 4 ta cộng với 3 là bằng 7, 7 ta cộng với 1 là bằng 8. 30 ta cộng với 68, 0 ta cộng với 8 là bằng 8, 3 ta cộng với 6 là bằng 9. Bài số 2, điền chữ số thích hợp vào chỗ trống. 7 ta cộng với 2 là bằng 9, 2 ta cộng với máy chỗ này bằng 3, như vậy 2 ta cộng 1 là bằng 3. 13 ta cộng với 4 chấm chấm cái gì chỗ này là bằng 57, như vậy là 3 ta cộng với số máy chỗ này là bằng số 7, thì 3 ta cộng với 4 là bằng 7, 1 ta cộng với 4 là bằng 5, 2 ta cộng với 5 là bằng 7, 3 ta cộng với số máy chỗ này là bằng 5, thì 3 ta cộng cho 2, 1 ta cộng với số máy bằng 9, như vậy là 1 ta cộng với lại 8 là bằng 9, 8 ta cộng với số máy chỗ này là bằng 8, như vậy cộng với số 0, số 0 thì chúng ta khỏi cần ghi. 7 số 3, đặt tính đầu tính. 24, 33. 4 ta cộng cho 3 là bằng 7, 2 ta cộng 3 là bằng 5, 7, 21. 7 ta cộng 1 là bằng 8, 2, 30, 15. 0 ta cộng với 5 là bằng 5, 3 cộng 1 bằng 4. 7 số 4, một gia đình nuôi 17 con gà mái và 21 con gà trống. Hỏi gia đình đó nuôi tất cả là bao nhiêu con gà trống và gà mái. Như vậy chúng ta sẽ cộng hai con số này lại, người ta hỏi là hỏi tất cả nè. Số gà trống và gà mái có là, ta lấy 17 con mái cộng với là 21 con gà trống, 38 con gà, đáp số. Ba mươi tám con gà. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.